Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mazda CX-5 và Mazda 3 2014 đến 2015. Trước màn hình anh em đang nhìn, đây là hình ảnh của sản phẩm. Đây chính là lốc điều hòa. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty chuyên sản xuất phụ tùng, linh phụ kiện Halon của Hàn Quốc, tên mới của hãng HCC. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và được phân phối bởi An Thái Auto. Đây, em xin giới thiệu mọi người, đây là phần đầu hay còn gọi là phần ly hợp từ. Đây là rắc điện của bôn điện, đây là một dòng lốc cơ không có van. Đây là van xả áp của nó. Đây là đầu bắt ống đường hạ áp dẫn khí ga vào để cho máy lén hoạt động. Đây là đường cao áp. Đây là bốn chân bắt vào lốc máy và một chân phụ. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Hẳn anh em cũng đang thắc mắc là tại sao em đang giới thiệu về một lốc điều hòa mà kèm theo đó phin lọc. Bởi lẽ khi anh em cần phải đã xác định là cái lốc cũ trên xe của nó đã bị hỏng và cần thay thế lốc mới thì để đảm bảo nhất, anh em nên thay một cái lọc này để nó có chế độ lọc tốt hơn, bảo vệ được giàn nóng và hệ thống điều hòa của mình vận hành tốt hơn. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.